Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, bất chấp những rắc rối pháp lý bủa vây, ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống, mục đích là giành quyền trở lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ. Đại bồi thẩm đoàn ở Manhattan đã bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Các cáo buộc cụ thể vẫn chưa rõ, nhưng sẽ liên quan đến cuộc điều tra của công tố viên quận Manhattan về khoản tiền bịt miệng mà ông Trump bị cáo buộc đã chi cho một ngôi sao phim người lớn ngay trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị truy tố trong lịch sử. Ngoài vụ án ở Manhattan, cựu tổng thống Trump còn đối mặt với 3 cuộc điều tra hình sự khác. Nhưng bất chấp những rắc rối pháp lý đó thì ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch tranh cử tổng thống, thậm chí có thể quay trở lại Nhà Trắng vào năm 2024. Richard Hansen, giáo sư luật tại Đại học California, Los Angeles cho biết không gì có thể ngăn cản ông Trump tranh cử khi đang bị truy tố hoặc thậm chí là bị kết án. Theo CNN, Điều 2 của Hiến pháp Mỹ đặt ra những tiêu chuẩn rất rõ ràng cho một người được làm Tổng thống. Tổng thống Mỹ phải ít nhất 35 tuổi, cư trú tại Mỹ trong ít nhất 14 năm và là công dân Mỹ từ lúc chào đời. Tòa án tối cao Mỹ đã cho rằng các tiêu chuẩn đó tạo thành một trần hiến định, nghiêm cấm bất kỳ tiêu chuẩn bổ sung nào được áp đặt bằng bất kỳ cách nào. Do Hiến pháp không đòi hỏi Tổng thống không bị truy tố, kết án hoặc không bị bỏ tù, nên một người đang bị truy tố hoặc đang ở trong tù vẫn có thể ra tranh cử và thậm chí là có thể giữ chức vụ Tổng thống. Đây là tiêu chuẩn pháp lý phổ biến sẽ áp dụng cho cựu tổng thống Donald Trump. Ở trên thực tế thì bản cáo trạng về khả năng bị xét xử sẽ không liên quan đến tư cách của ông Trump cho chức vụ tổng thống theo hiến pháp. Tuy nhiên, dường như chắc chắn rằng bản cáo trạng, bản kết tội tiềm tàng hoặc cả hai chưa nói đến án tù sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng thực hiện chức năng của một tổng thống và hiến pháp Mỹ không đưa ra câu trả lời dễ dàng cho tình huống đó. Theo tờ Conversation, có các lưu ý cả trong hiến pháp và tu chính án thứ 14 và 22, nhưng không có lưu ý nào hiện có thể áp dụng cho ông Trump. Đầu tiên là giới hạn nhiệm kỳ. Tu chính án thứ 22 cấm bất kỳ ai đã hai lần làm tổng thống được tái tranh cử. Ông Trump không phạm vào giới hạn này. Thứ hai là bị luận tội. Nếu một người bị Hạ viện luận tội và bị Thượng viện kết án về tội nghiêm trọng hoặc tội nhẹ, thì người đó sẽ bị cách chức và không đủ tư cách trở lại làm Tổng thống. Ông Trump mặc dù hai lần bị Hạ viện luận tội trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, nhưng cũng hai lần được Thượng viện tha bổng. Thứ ba là truất quyền tham gia. Tù chính án thứ 14 bao gồm một điều khoản truất quyền tham gia với người tham gia nổi loạn hay nổi dậy. Nhưng bản cáo trạng của công tố viên quận Manhattan chỉ liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn mà không liên quan gì đến nổi loạn hay nổi dậy. Các cáo buộc tiềm tàng ở quận Fulton, bang Georgia liên quan đến can thiệp bầu cử năm 2020 hoặc ở cấp liên bang liên quan đến cuộc bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 có thể được một số người hiểu là một hình thức nổi loạn, nhưng đó là một vấn đề mở sẽ phải được giải quyết thông qua các tòa án, trong khi cuộc bầu cử năm 2024 đang đến rất nhanh. Tờ Conversation cho biết một ứng cử viên tổng thống có thể bị chính quyền tiểu bang hoặc liên bang truy tố, buộc tội và kết án. Bản cáo trạng đối với một tội phạm cấp tiểu bang có vẻ ít nghiêm trọng hơn so với các cáo buộc liên bang do Bộ Tư pháp đưa ra. Tuy nhiên, cảnh tượng của một phiên tòa hình sự tại tòa án tiểu bang hoặc liên bang sẽ có tác động đáng kể đến chiến dịch tranh cử tổng thống và đến uy tín của một tổng thống nếu ứng viên đó được bầu. Tất cả các bị cáo ở Mỹ đều được coi là vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội. Nhưng trong trường hợp bị kết án, việc bị giam giữ trong nhà tù tiểu bang hoặc liên bang liên quan đến những hạn chế về quyền tự do sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng lãnh đạo của Tổng thống. Điểm này đã được trình bày rõ ràng trong một bản ghi nhớ năm 2000 của Bộ Tư pháp Mỹ. Văn bản này dựa trên một bản ghi nhớ của Văn phòng Luật sư Pháp lý năm 1973 được đưa ra trong vụ Watergate có tiêu đề là khả năng đáp ứng của Tổng thống, Phó Tổng thống và các viên chức dân sự khác đối với việc bị truy tố hình sự liên bang khi đương chức. Ở bối cảnh của bản ghi nhớ năm 1973 là Tổng thống Richard Nixon khi đó đang bị điều tra vì vai trò của ông trong vụ bê bối Watergate và Phó Tổng thống Cipro Arnius đang bị điều tra vì tội trốn thuế. Hai bản ghi nhớ này đề cập đến việc liệu một Tổng thống đương nhiệm có thể bị truy tố theo hiến pháp khi đang tại vị hay không. Họ kết luận chính khách này không thể, nhưng còn một Tổng thống bị truy tố, bị kết án hoặc cả hai trước khi nhậm chức thì chưa có tiền lệ. Bản ghi nhớ cũng đề cập đến sự bất tiện của một phiên tòa hình sự sẽ làm giảm đáng kể thời gian cam kết của Tổng thống đối với các nhiệm vụ nặng nề của ông và một trở ngại trực tiếp hơn đối với khả năng điều hành của Tổng thống là ông ấy có thể phải ngồi tù. Theo bản ghi nhớ năm 1973, có đoạn Tổng thống đóng một vai trò vô song trong việc thi hành luật pháp, điều hành các mối quan hệ đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc. Các chức năng cốt lõi này đòi hỏi phải có các cuộc họp, liên lạc hoặc tham vấn với quân đội, các nhà lãnh đạo nước ngoài và các quan chức chính phủ ở Mỹ và nước ngoài, các chuyến công tác trong nước và thế giới, theo những cách không thể thực hiện được khi bị cầm tù. Học giả luật hiến pháp Alexander Binken cho rằng rõ ràng nhiệm vụ tổng thống không thể được thực hiện từ nhà giam. Tuy nhiên thì nước Mỹ phải làm gì nếu công dân thực sự bầu một người đang bị truy tố hoặc đang bị giam giữ làm tổng thống? Ít nhất thì một ứng viên tổng thống bị giam giữ là Eugene
Jeff đã giành được gần 1 triệu phiếu bầu trong tổng số 26,2 triệu phiếu bầu trong cuộc bầu cử năm 1920. Một phản ứng tiềm năng là tu chính án thứ 25 cho phép nội các của Tổng thống tuyên bố Tổng thống không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ ở cương vị của mình. Tuy nhiên, hai bản ghi nhớ nói trên của Bộ Tư pháp lưu ý rằng những người soạn thảo tu chính án thứ 25 chưa bao giờ xem xét hoặc đề cập đến việc giam giữ một Tổng thống được bầu như một cơ sở cho việc người đó không thể thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ Tổng thống. Họ viết rằng việc thay thế Tổng thống theo tu chính án thứ 25 sẽ không đủ sức nặng đối với sự lựa chọn đã được cân nhắc của người dân về việc họ muốn phục vụ ai với tư cách là tổng thống của mình. Mỹ giáo diết chuẩn bị an ninh cho ngày ông Trump trình diện tòa. Sở mật vụ dự kiến triển khai nhiều nhân viên bảo vệ ông Trump trong chuyến đi đến New York và an ninh xung quanh tòa án sẽ được siết chặt. Đại bồi thẩm đoàn ở New York hôm 30 tháng 3 quyết định truy tố ông Trump. Cựu tổng thống Mỹ sẽ bay tới New York vào ngày 3 tháng 4 và ở lại qua đêm trước khi trình diện tòa án ở Manhattan để nghe các cáo buộc liên quan tới khoản tiền ông trả cho ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels thông qua luật sư trong giai đoạn tranh cử năm 2016. Theo luật sư của cựu Tổng thống Mỹ, ông Trump dự định phản hồi rằng mình vô tội. Thẩm phán sau đó quyết định bị cáo được tại ngoại hay bị giam. Việc ông Trump bị truy tố mang tới những thách thức an ninh đặc biệt cho khu phức hợp tòa án tại vùng Hạ Manhattan. Theo quy định, cựu Tổng thống Mỹ được mật vụ bảo vệ trọn đời. Nhiều đặc vụ dự kiến được huy động để đảm bảo an ninh cho chuyến đi của cựu tổng thống từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida tới New York. Các nhân viên mật vụ ngày 31 tháng 3 đã thị sát tòa án ở Manhattan để lập bản đồ lộ trình của ông Trump ra vào tòa nhà. Giám đốc sở mật vụ Kimberly Cheater ngày 31 tháng 3 họp với cấp dưới về kế hoạch ngày 4 tháng 4 tới đây, cho biết cơ quan sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ cựu tổng thống Trump, trong đó có phương án lập đội hình bong bóng để ngăn cách ông với công chúng. Mật vụ sẽ chịu trách nhiệm an ninh chính khi ông ra vào tòa án. Nhân viên an ninh tòa án sẽ phụ trách khi cựu tổng thống di chuyển bên trong tòa nhà cùng với lực lượng an ninh riêng của ông. Cảnh sát New York đảm bảo an ninh trên đường phố bên ngoài, xung quanh tòa án và dọc theo tuyến đường đoàn xe đi. Sở cảnh sát New York sẽ bố trí lực lượng dày đặc hơn bình thường quanh tòa án. Các sĩ quan được yêu cầu mặc đồng phục và sẵn sàng nhận lệnh điều động trong trường hợp cần kiểm soát các cuộc biểu tình. Sở cảnh sát New York có khoảng 36.000 sĩ quan và 19.000 nhân viên dân sự. Các con đường xung quanh tòa án sẽ bị phong tỏa và bãi đậu xe trên đường phải đóng cửa. Những nhân viên an ninh tòa án có lịch nghỉ phép vào ngày này được yêu cầu hủy kế hoạch để làm việc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thực tế, cảnh sát New York và các cơ quan thực thi pháp luật khác của thành phố đã được đặt trong tình trạng báo động cao từ tuần trước. Hôm 24 tháng 3, giới chức phát hiện chất bột khả nghi và thư đe dọa bên trong một phong bì gửi tới văn phòng công tố viên quận Manhattan Alvin Bragg. Giới chức đã cô lập và loại bỏ bức thư đáng ngờ, đồng thời xác định không có chất nguy hiểm. Bragg thừa nhận trong một bản ghi nhớ gửi cho nhân viên rằng văn phòng đã nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại, email xúc phạm và đe dọa. Ông cảm ơn gần 1.600 nhân viên đã chịu đựng cảnh phải đối mặt với báo chí và việc lực lượng an ninh hiện diện dày đặc xung quanh văn phòng, nhấn mạnh an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu. Bên ngoài tháp Trump tại trung tâm thành phố New York, cảnh sát cũng được bố trí canh phòng nghiêm ngặt 24/7. Người phát ngôn của thị trưởng New York Eric Adams cho hay ông liên lạc thường xuyên với ủy viên cảnh sát Keechan Sewell để trao đổi về tất cả các vấn đề an toàn công cộng ảnh hưởng tới thành phố. Cảnh sát vẫn giám sát mọi hoạt động và hiện tại chưa có mối đe dọa hiện hữu nào, ông nói. Tại thủ đô Washington DC, cảnh sát đồi Capitol gửi cảnh báo tới các nhân viên quốc hội rằng họ tin sẽ có hoạt động biểu tình diễn ra trên khắp cả nước vào ngày cựu Tổng thống Trump trình diện. Dù cơ quan thực thi pháp luật hiện tại không phát hiện bất kỳ mối đe dọa nào cụ thể đối với đồi Capitol hay các văn phòng bang, vẫn có khả năng diễn ra các hoạt động biểu tình, theo thông báo từ giới chức. Họ cũng nhắc nhở các nhân viên quốc hội quen với việc cảnh sát đồi Capitol và các sĩ quan an ninh gia tăng hiện diện quanh đồi Capitol trong những ngày tới. Và lưỡng viện quốc hội sẽ nghỉ trong 2 tuần để kỷ niệm một số ngày lễ tôn giáo mùa xuân. Cựu Tổng thống Trump đã thúc giục người ủng hộ biểu tình phản đối lệnh truy tố mà ông gọi là cuộc săn phù thủy. Ông từng đưa ra lời kêu gọi tương tự trước cuộc bạo loạn đồi Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Marjorie Taylor Greene, nghị sĩ Đảng Cộng hòa và là đồng minh cực hữu của ông Trump cho biết bà sẽ dẫn đầu một cuộc biểu tình ở New York chống lại Đảng Dân chủ đang âm mưu nội chiến. Green từng tuyên bố tại buổi tiệc của phe bảo thủ tại Manhattan hồi tháng 12 năm ngoái rằng nếu bà chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc biểu tình ngày 6 tháng 1 năm 2021 thì chúng ta đã thắng. Chủ tịch quận Manhattan Mark Levin nhấn mạnh ông chuẩn bị cho bất cứ điều gì có thể xảy ra. Cảnh sát New York và các cơ quan thực thi pháp luật khác đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ trong thời khắc này. Thành phố đã sẵn sàng nếu những người ủng hộ ông Trump muốn gây rắc rối. Họ đã mất đi yếu tố bất ngờ, ông viết trên Twitter tối ngày 30 tháng 3.